Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng mình. Khi Ronaldo cáu gắt nổi giận với đồng đội. Năm 2019, ở trận đấu với Atletico, chứng kiến Danilo quá tham dứt điểm, Ronaldo ở vị trí thuận lợi hơn đã không thể giữ nổi bình tĩnh. Phút thứ 54, Danilo có tình huống xâm nhập vùng cấm từ cánh phải. Cristiano Ronaldo đã chọn vị trí thuận lợi, chờ đường căng ngang nhưng đồng đội người Brazil lại quyết định dứt điểm và bị cản phá. Ronaldo nổi nóng với tình huống cá nhân của Danilo. Siêu sao sinh năm 1985 nổi cáu và quay lại nhìn đồng đội bằng ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng. Ở tình huống tấn công ở phút 73, Higuain đã bị Savic theo kèm nhưng vẫn quyết định dứt điểm ở ngay góc hẹp. Ronaldo ở vị trí thuận lợi hơn, vẫn giơ tay xin bóng nhưng anh lại bị làm ngơ. Tuy nhiên, ở pha bỏ lỡ này, CR7 không tỏ thái độ khó chịu với đồng đội. Các bạn nhớ đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Các bạn nhớ ghé shop MetaZero được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Bóng đá được người hâm mộ ưu ái gọi là môn thể thao vua vì sức hút khủng khiếp đến từ bộ môn thể thao này và cũng từ đó kéo theo sự nổi bật của các cầu thủ xuất chúng mà Cristiano Ronaldo là một trong số đó. Vì vậy, những cử chỉ hành động của anh Bảy luôn là đề tài nóng hổi cho cảnh báo chí. Vậy hôm nay hãy cùng xem khi CR7 cáu gắt nổi giận với đồng đội thì sẽ như thế nào nhé. Có lẽ người khiến Ronaldo cảm thấy cấu gắt hay nói nhẹ nhàng hơn là thất vọng ở trên sân trong giai đoạn mà anh khoác áo Real Madrid, chắc chắn phải là trung phong Karim Benzema của kiền kiền trắng. Dù luôn được biết đến là một cây sân bàn có tiếng tăm trong giới túc cầu, nhưng không biết vì nguyên do gì mà bên Ú 5 lần 7 lượt lắc đầu với những đường chuyền gần như là dọn cổ của CR7 dành cho tiền đạo người Pháp. Cựu tiền đạo của Lyon hít đỡ bóng thiếu cảm giác rồi vấp cỏ, đến dứt điểm như chuyền cho thủ môn rồi đệm bóng lên trời, thậm chí là vượt qua được thủ thành đối phương. Nhiệm vụ còn lại là sút bóng vào lưới nữa thôi, nhưng chân sút người Pháp lại sút bóng bay biệt tâm biệt tích. Lãng phí cơ hội như vậy thì không thể tránh khỏi việc Ronaldo nổi nóng được. Không chỉ mỗi Benzema biết cách phung phí những đường chuyền chất lượng của anh Bảy, các đồng đội cũ khác tại Real cũng thường xuyên tỏ ra kém duyên dù CR7 đã dâng bàn thắng đến tận miệng. Một ông hoàng tốc độ như Bale cũng tỏ ra hụt hơi với nhiệm vụ đơn giản là tăng tốc và đệm bóng khi huyền thoại người Bồ đã làm hết những công việc khó khăn, và ngay cả khi có đủ thời gian và không gian để có thể tung ra một cú dứt điểm đẹp, Bale vẫn sút bay luôn cả hy vọng của cựu số 7 Real. Một cây săn bàn thượng hạng như Alvaro Morata cũng tỏ ra rất gỗ khi không thể hạ gục thủ thành đối phương trong tư thế 1-1 sau đường đánh gót tinh tế của CR7. Và ở một góc nhìn khác, khi những người đồng đội nhanh chân hơn và có được bàn thắng ngay trước mũi giày của Ronaldo thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Và trong tình huống này, Morata đã có pha chạy chỗ khôn ngoan để kết thúc đường tạt bóng của người đồng đội bằng một cú đệm bóng cận thành. Thủ thành án ngự khung gỗ Atletico đã có một pha phản xạ xuất thần, nhưng thần may mắn lại đứng về phía tiền đạo người Tây Ban Nha và Real có lợi thế 2-1 ở phút 84. Nhiều góc máy đã bắt được phản ứng của CR7 vì khi đó anh cũng có thể là người lập công nếu bóng đến đúng vị trí mà huyền thoại người Bồ đang đứng. Hành động đưa tay lên của anh Bảy có lẽ muốn bênh vực cho bàn thắng hợp lệ của Morata. Nhưng ở những trận đấu khác, những tình huống nhạy cảm tương tự đã khiến siêu tiền đạo sinh năm 1987 không thể kiềm chế được. Cụ thể là pha dâng cao làm bàn của hậu vệ Abeloa và pha làm bàn cá nhân của Gareth Bale được Ronaldo cho là chơi cá nhân, và anh đã biểu hiện ra bằng cách sút bồi vào bóng một lần nữa sau khi bóng bật ra từ lưới đối phương để trút đi bật dọc.
I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Rồi khi chuyển đến Juve, nhìn cách những người đồng đội của anh Bảy dứt điểm, chúng ta càng có thể tự tin khẳng định rằng CR7 nên là người đá cao nhất trên hàng công để tận dụng mọi cơ hội thay vì phung phí nó một cách quá mức như những người đồng đội cũ tại Real hay hiện tại là Juve. Dù đã sát cánh cùng huyền thoại người Bồ từ Real đến tận Serie A trong màu áo ba đầm già, nhưng Khedira và Higuain dường như không học được quá nhiều từ cái cách mà CR7 đã săn bàn và tạo dựng tên tuổi. Thay vào đó, họ để những cơ hội ngon ăn mà Ronaldo đã cố gắng tạo ra trở thành công cốc. Bên cạnh đó, Juan Cuadrado cũng là một cái tên không có sự kết nối lắm với huyền thoại người Bồ. Tiền vệ người Colombia cũng thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội 10-10 mà CR7 tạo ra cho anh. Ngoài ra, còn những lần lắc đầu của Moiskin, Ramsey hay Mandzukic với những lần mời ăn cổ của anh Bảy. Trước khi Ronaldo đến Serie A chơi bóng, Juventus đã từng sống bằng hơi thở của Paulo Dybala, tiền đạo nhỏ con người Argentina, luôn gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ tại giải đấu cao nhất nước Ý. Nhưng ở pha bóng này, sau khi CR7 vượt qua một rừng cầu thủ Roma để dọn đường cho cú sút của số 10 Juventus, nhưng trớ trêu thay, cú sút khá tốt của Dybala lại bị thủ thành của Roma xuất sắc cản phá. Vậy riêng với pha xử lý của Dybala thì Ronaldo có thể châm trước, nhưng với các cầu thủ khác thì không thể không nóng mặt được vì anh đã cày một mặt để mang đến cơ hội cho họ, nhưng họ lại phụ lòng CR7. Vậy còn trên phương diện đội tuyển quốc gia thì sao? CR7 là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha với 99 bàn sau 164 trận ra sân tính đến thời điểm tháng 8 năm nay. Nếu nói nặng lời hơn một chút thì có thể nói anh Bảy đã gánh team Selecao châu Âu suốt một thời gian dài với phong độ hủy diệt của mình. Trong khi những vệ tinh xung quanh huyền thoại người Bồ không có ai quá nổi trội, nhưng họ vẫn có được Euro 2016 và UEFA Nations League 2019. Công bằng hơn thì đã có một vài cầu thủ đang vươn lên ở tuyển Bồ Đào Nha như Bernardo Silva, João Félix hay Bruno Fernandes. Nhưng hãy nhìn cái cách mà các đồng đội của anh Bảy, trong đó có cả Félix, ngó lơ với những lời mời gọi lập công quá đỗi hấp dẫn của huyền thoại người Bồ mà xem. Chắc chắn CR7 có lý do để nổi cáu. Từ chung lại, chuyện gì diễn ra cũng có nguyên nhân của nó. Và theo các bạn, tại sao những vệ tinh xung quanh Ronaldo lại chơi dưới sức như vậy? Các bạn có thể comment ở phần bình luận cho chúng tôi biết được hay không? Video cũng xin được dừng lại tại đây. Hãy ấn like và subscribe kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.